Xin chào quý vị và các bạn đã đến với những thông tin cập nhật mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, lãnh đạo chính phủ đã giao Bộ Ngoại giao báo cáo chủ trương và biện pháp bảo hộ những công dân không thể về nước qua đường bay thương mại. Hôm qua ngày 7 tháng 2, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo nêu trên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao có đề nghị về việc thực hiện các chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh khó khăn từ nước ngoài về nước. Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, việc thực hiện các chuyến bay này phải đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải thông tin, hơn một tuần qua, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, các hãng hàng không nước ngoài đã thực hiện 36 chuyến bay thường lệ và không thường lệ, vận chuyển 2.055 hành khách là công dân Việt Nam từ Đài Loan, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Trung Đông về nước. Từ ngày 31 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó có đồng ý việc thông báo và cấp phép bay cho các hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước mà không yêu cầu văn bản xét duyệt nhân sự. Theo thống kê của Bộ Ngoại giao, đến cuối tháng 1 năm 2022, còn nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt tại khu vực Trung Đông và Châu Phi, có hơn 600 công dân chưa thể về nước, trong đó tại Ả Rập Xê Út có 200 người, Angola có 150 người, UAE có 85 người. Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 279 đối tượng hình sự, bắt 181 đối tượng ma túy và 2.748 đối tượng cờ bạc. Tại hội nghị giao ban trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trước và trong dịp Tết Nguyên đán, Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an, tăng cường nhiều biện pháp công tác, kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch COVID-19 để phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình an ninh được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự trung bình hàng ngày giảm 13,4 vụ trên một ngày so với dịp Tết Nguyên đán 2021. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa giảm hẳn so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Có được kết quả đó là do công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ về tiếp tục tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Thưa quý vị, câu chuyện đưa tiền lì xì cho mẹ giữ có lẽ không phải của riêng bất kỳ đứa trẻ nào. Hầu như với những ai từng trải qua thời thơ ấu được nhận lì xì dịp Tết, bước tiếp theo đều sẽ là gửi cho bố mẹ giữ hộ. Tuy nhiên, cái kết thì ai cũng biết, hầu như số tiền sau đó sẽ một đi không trở lại. Cũng bởi vậy, một cậu bé đã làm hẳn một biên bản cam kết mẹ không được tiêu tiền lì xì của mình. Nếu không, mẹ sẽ phải đền gấp đôi số tiền lì xì đang có. Không những thế, cậu bé còn cẩn thận bảo mẹ ký vào biên bản và cả những người họ hàng trong gia đình đứng ra làm chứng. Chữ của một đứa trẻ tuy còn nguệch ngoạc, thế nhưng lời lẽ và lập luận hết sức logic khiến người nào đọc cũng phải bật cười. Nguyên văn bản cam kết mà cậu bé viết. Lý do viết, hôm nay tôi viết biên bản này là vì để mẹ là LTNT không được tiêu hết tiền lì xì của con là 2.520.000 đồng. Nếu mẹ tiêu hết sẽ phải bồi thường gấp đôi. Muốn chắc chắn hơn, cậu bé còn nhờ cả thành viên trong gia đình đứng ra làm chứng và ký tên xác nhận. Sau khi đăng tải, bài viết đã khiến dân mạng xôn xao bàn luận. Đa số đều tâm phục khẩu phục trước cách giữ tiền lì xì cẩn thận vô cùng của cậu bé. Số khác cho rằng cậu bé có tố chất là luật sư tương lai bởi lập luận rất logic và đặc biệt biết lo xa. Thưa quý vị, trao đổi với báo chí, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư Hà Nội, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Phan Sáu Nam xác nhận, ông đã đưa Phan Sáu Nam đến công an quận để sau đó Nam được đưa tới trại giam thi hành án bản án hình sự của Tòa Nhân dân tỉnh Phú Thọ về tội tổ chức đánh bạc vào ngày 23 tháng 12 năm 2021. Theo luật sư Thanh, ngay sau khi nhận được quyết định, Giám đốc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc hủy hai quyết định giảm án phạt tù, Phan Sáu Nam đã có thư gửi đến Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam và một số cơ quan để xin hướng dẫn thi hành án. Sau khi nhận được hướng dẫn, Phan Sáu Nam đã tự nguyện đến cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, Hà Nội để thi hành án. Luật sư của Phan Sáu Nam cho hay, từ Công an quận Tây Hồ, Nam được cơ quan chức năng đưa đến một trại giam ở miền Bắc để thực hiện nghĩa vụ chấp hành bản án. Theo đó, Nam phải chấp hành nốt 20 tháng 21 ngày tù còn lại.
Theo luật sư của Phan Sáu Nam, tâm trạng của Nam khi quay trở lại trại giam cũng khá buồn vì phải đi thi hành án tiếp tục vào dịp cuối năm trong lúc mọi người, các gia đình được đoàn tụ. Tuy nhiên, kể từ khi có quyết định giám đốc thẩm thì bản thân Nam đã xác định phải tiếp tục chấp hành bản án nên tự nguyện thực hiện việc này. Luật sư nói thêm, Phan Sáu Nam cũng nhấn mạnh khi quay trở lại chấp hành án sẽ cải tạo tốt và mong muốn nhà nước xem xét, đánh giá thái độ thành khẩn, tích cực để được giảm án theo đúng quy định của pháp luật. Phan Sáu Nam không có ý định bỏ trốn hay gây bất cứ khó khăn nào cho cơ quan pháp luật sau khi được giảm thời hạn chấp hành án tù trở về. Phan Sáu Nam cũng không hề ra nước ngoài bởi theo quy định vẫn đang bị cấm xuất cảnh. Hôm nay các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trở lại sản xuất và làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với nhiều tín hiệu tích cực từ đơn hàng, sức mua của thị trường cùng với các gói hỗ trợ kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin vào sự phục hồi trong năm 2022 này. Ngay sau 9 ngày nghỉ Tết, toàn bộ 200 lao động của doanh nghiệp này đã trở lại nhà xưởng đến sản xuất cho kịp tiến độ các đơn hàng mới ký được từ trước Tết. Còn đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm này, từ mùng 4 Tết, bộ phận giết mổ đã trở lại làm việc để phục vụ nhu cầu thực phẩm tươi sống cho người dân. Và đến ngày hôm nay, mùng 7 Tết, các dây chuyền sản xuất thực phẩm chế biến cũng đã vận hành trở lại, không công đoạn nào bị gián đoạn bởi thiếu lao động. Dù có những khó khăn nhất định trong cái năm 2021 do Covid, tuy nhiên cái thu nhập của người lao động tại công ty Vicsan thì vẫn được đảm bảo và có những cái thu nhập mà tốt hơn cùng kỳ, và điều này nó cũng là một cái động viên, nó tạo ra một cái tâm lý an tâm cho cái người lao động tại công ty. Tôi xây dựng cái kế hoạch tăng trưởng so với năm 2021 hơn 15%, và chúng tôi hy vọng rằng cái nền kinh tế nó sẽ phục hồi thông qua các cái chính sách vĩ mô của chính phủ cũng như là các cái chính sách về kích cầu của thành phố. Đầu năm 2022 chúng tôi đã ký được đơn hàng đủ cho đến hết quý 2 của năm 2022 rồi. Và bước vào đầu năm mới thì toàn bộ hệ thống công nhân viên của nhà máy là tập trung lo để làm sao để đáp ứng được cái tiến độ của những cái đơn hàng đã ký. Tâm lý của mọi người là rất là phấn khởi và nhiều năng lượng. Trong các nhà máy, tiếng máy móc đã ổn áp trở lại. Còn với các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, ngày làm việc đầu tiên của năm nay cũng đã rộn ràng hơn khi những tín hiệu về sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói đã rõ ràng. Tôi đã thấy một cái tín hiệu là du khách đã bắt đầu an tâm khi đi du lịch, và bằng chứng là cho thấy là lượng khách đăng ký tour khá là cao. Ngay sau khi mà cái đợt dịch thứ tư mà đã lắng xuống, đối với chúng tôi là cái ngày đầu tiên trở lại công ty rất là quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay sau 2 năm chúng ta đã tạm ngưng cái hoạt động của lữ hành, thì đây là cái hoạt động mà chúng tôi cho thấy là một cái không khí mà cán bộ nhân viên đều nô nức, và không chỉ riêng của đối với công ty chúng tôi mà chúng tôi mong muốn là tạo nên động lực chung cho toàn thể các doanh nghiệp lữ hành có thêm cái niềm tin và động lực trong 2022. Ngày đầu trở lại làm việc, sản xuất, các doanh nghiệp đang rất hứng khởi với những tín hiệu tích cực từ thị trường. Bên trong các công xưởng, nhiều đơn hàng đang cấp tập được sản xuất để phục vụ thị trường nội địa cũng như xuất khẩu đi các quốc gia. Trải qua năm 2021, nhiều sóng gió, doanh nghiệp Việt Nam đã bước vào năm 2022 với kỳ vọng về một sự ổn định phát triển trong trạng thái bình thường mới, trạng thái sống chung với Covid-19 sau thành công của chiến dịch bao phủ vaccine. Cùng với đó, thị trường quốc tế và trong nước tiếp tục đà phục hồi cùng với các gói chính sách kích thích kinh tế của chính phủ sẽ đem đến cơ hội cho các doanh nghiệp trong năm mới. Dệt may có lẽ là ngành hưởng lợi khá nhiều từ sự phục hồi thị trường xuất khẩu trọng điểm trong năm 2021. Nhu cầu xuất khẩu phục hồi từ các đối tác EU, Mỹ, Nhật Bản đã khiến nhiều doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng hơn cả thời điểm chưa có dịch bệnh. Lượng hàng đặt hàng của ba cái thị trường lớn này chiếm tới trên 80% tỷ trọng doanh thu và 100% tỷ trọng xuất khẩu của chúng tôi, thì họ có cái sự hồi phục, và cũng nhờ cái sự hồi phục đó thì trong năm 2021 này, nếu tính riêng cái sản phẩm may mặc truyền thống thì chúng tôi cũng hoàn thành cái kế hoạch đề ra và cũng tăng trưởng là vượt so với cái năm 19 là cái năm trước dịch, và vượt tương đối nhiều so với năm 2020. Kết thúc năm 2021, toàn ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 39 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân ngoài thị trường thế giới phục hồi, nghị quyết 128 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế đã tạo cú hích để các doanh nghiệp tăng tốc trong quý 4 năm 2021, từ đó đạt mục tiêu cao hơn trong năm 2022.
Trên cái nền tảng đó thì chúng tôi cũng dự kiến là sang năm 2022 thì chúng tôi cũng xây dựng ra ba cái kịch bản. Một cái kịch bản là nếu như chúng ta kiểm soát cơ bản dịch bệnh vào đầu năm 2022 thì chúng tôi đặt ra cái mục tiêu khá tham vọng là có thể đạt đến 42,5 đến 43,5 tỷ USD trong năm 2022. Không chỉ dệt may, nhiều ngành kinh tế khác như là xây dựng, bất động sản, năng lượng cũng đang mong đợi cú hích từ gói kích thích nền kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng năm nay và năm 2023. Bởi tăng chi đầu tư công sẽ làm tăng sức cầu của nền kinh tế. Ngoài ra, các chính sách về cải thiện đầu tư kinh doanh được lồng ghép trong chương trình phục hồi kinh tế cũng được nhiều doanh nghiệp mong đợi. Và trong năm 2022 tới, nếu như dịch bệnh mà kiểm soát được và những cái biến số khác trong khu vực và thế giới không làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, thì doanh nghiệp chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư, vẫn tiếp tục phát triển. Bởi vì kế hoạch của năm 2022, chúng tôi vẫn phát triển kể cả về năng lượng tái tạo, kể cả về xây dựng các dự án mới, cũng như kế hoạch kinh doanh sản xuất của công ty đã có rồi. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng để phát triển được vẫn là chính sách của nhà nước. Tại vì nếu như không có chính sách tốt thì tất cả các doanh nghiệp đều bị bó chân bó tay và không thể nào sản xuất được. Một cái điểm cấu phần rất là quan trọng của kích thích mà ít người để ý đó là những cái phần cuối cùng của gói kích thích, đó là cái cấu phần về cải cách thể chế, cải cách môi trường kinh doanh, cải cách về đầu tư và tìm kiếm những cái cơ chế và những cái động lực mới để huy động mới thêm nguồn lực nằm ngoài những gói kích thích này. Và gói kích thích có một cái tầm nhìn dài hạn hơn, có tính chất là trung hạn. Và gói kích thích không chỉ đặt cái vấn đề đó là phục hồi về kinh tế mà đặt cái nền móng cho phát triển và bứt tốc của nền kinh tế. Tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư công được xem là ba động lực của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Năm 2021, do dịch bệnh phức tạp, hai động lực là tiêu dùng, đầu tư công đều sụt giảm. Duy chỉ có xuất khẩu là giữ được đà của mình. Bước sang năm 2022, các doanh nghiệp nỗ lực duy trì đà xuất khẩu, cộng với tiêu dùng và đầu tư cho các công trình lớn phục hồi. GDP của Việt Nam được dự báo là sẽ tăng trưởng trên 6%, đạt mục tiêu Quốc hội giao. Chúng ta mới bước vào những tháng đầu của năm 2022, con đường thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng là tìm ra những trụ cột chính cho sự phát triển kinh tế. Vì thế, mỗi một chuyên gia, mỗi nhà quản lý, nhà khoa học đều có những ý kiến riêng về những trụ cột này. Nhưng trong đó, đa phần đều đồng ý với ba trụ cột chính của sự phát triển, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đúng như thế, một số chuyên gia đã phân tích rằng là hàng hóa Việt Nam muốn xuất khẩu được thì người tiêu dùng Việt phải thực sự yêu hàng của mình trước. Nhận định này thì nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất phù hợp với xu thế tự do thương mại hiện nay. Trong khi tiềm năng ở thị trường nội địa Việt Nam là rất lớn, tổng mức tiêu dùng toàn dân chiếm tới 65-70% GDP. Vì thế nếu phát triển hài hòa cả ba trụ cột đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng nội địa thì chắc chắn là bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều gam màu tươi sáng trong năm mới 2022. Thưa quý vị, đi lễ chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các điểm lễ chùa, di tích tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội, không đón khách tham quan thắng cảnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên trong ngày hôm nay mùng 7 Tết âm lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Phủ Tây Hồ để lễ vái vọng thành tâm từ xa. Khác với không khí đông đúc đầu xuân của mọi năm, năm nay Phủ Tây Hồ nằm trong vùng dịch cấp độ 3 nên mọi hoạt động tiếp đón Phật tử phải tạm hoãn để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của thành phố. Phủ này rất đông, mọi năm rất đông. Nhưng mà năm nay thì là đấy, em thấy là tình hình Ủy ban nhân phường là phòng chống dịch cũng cấm hai lớp mới vào được đến đây, thì là cũng hạn chế khách vào trong khu vực này, chỉ có khách trong làng đi ra mà làm lễ thôi chứ còn không có khách thập phương mấy. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch, từ ngày 22 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu cho đến nay, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp cùng Ban Quản lý Phủ Tây Hồ liên tục phát đi thông báo đối với người dân, Phật tử khi tới chiêm bái, cầu an phải chấp hành nghiêm các quy định trong công tác phòng chống dịch và được vái vọng từ xa, tránh tình trạng tụ tập đông người.
Đêm ngày 30 Tết ấy, rồi là ngày mùng 1, mùng 2 thì cái lượng khách vào phủ thì cũng rất là đông. Thế nhưng mà vì không đóng cửa, đâm ra các lượng khách là đều đứng ở ngoài thôi. Mặc dù là khách thì người ta vẫn vái vọng vào thôi. Và đập các cái lễ người ta vái vọng ở bên ngoài là chủ yếu. Theo thông lệ mọi năm, ngày mùng 5 Tết tại khu vực đình thờ danh nhân tiên triết Chu Văn An, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì sẽ diễn ra lễ khai bút đầu xuân. Nhưng năm nay, lễ khai bút đã bị tạm hoãn, mọi nghi thức hoạt động đã được rút ngắn. Cụ như cái phong tục tập quán ở địa phương như là 70, 80, 90 mà đi ra đình lễ thánh rồi ra chùa lễ Phật để cầu sức khỏe, cầu bình an cho ra đại gia đình thì là cũng không đi theo những thành đoàn mà thành để đi ra lễ nữa. Đâm ra là cái công tác phòng chống dịch cơ bản là đến giờ phút này là Thanh Nhật cũng đảm bảo. Vắng bóng Phật tử tại các di tích đình chùa, các cơ sở tôn giáo trong những ngày đầu xuân là điểm chung. Điều đó cũng cho thấy ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch đã được nâng cao. Mỗi hành động ý thức, trách nhiệm sẽ góp phần chung tay cùng cộng đồng chống lại đại dịch COVID-19 để cuộc sống sớm trở lại bình thường mới và để mùa xuân càng thêm tươi vui hơn.